Ủa? Anh tới rồi hả? Em cũng đang chờ anh tới đây nè. Tôi hả? Em nói mà, cảm giác chắc chắn anh sẽ tới đây. Nhưng anh thà không tới còn tốt hơn nhiều đó. Ý của cô là sao? Cảnh sát chăng uống hơi nhiều rồi đúng không? Dạ, cũng hơi nhiều. Tây Chim về rồi hả? Thì ừ, cô anh Chu chắc là uống nhiều rượu quá rồi nên chị mới gọi em qua. Em đưa cô anh Chu về nhà đi nha em. Chị à? Chị à? chắc là chị chưa biết chuyện gì rồi chuyện gì hả đội trưởng cha đã thích người phụ nữ khác mất rồi em nói gì chứ có chuyện này hả em dạ chính tay em nghe ảnh nói vậy với em á chị cảnh sát cha ra ngoài thôi tôi đưa cô về nhà cảnh sát mua theo tôi dạ Ờ, Chị ơi, ơi em về đúng nha đúng. Chuyện này thiệt hết rồi oh. Cảnh sát Trang không sao chứ ừ. Em không sao Không sao Em đi với anh đưa anh Chu về đi Không cần đâu Cũng gần đây thôi mà Ngày mai mình gặp lại ừ <laughs> <laughs> Mẹ à Xe đạp ở đâu ra vậy Mẹ mới mua hả còn có Tưởng của con mua về Không phải Từ khi nào vậy Vừa mới sáng nay Phải làm sao đi hả Hai bà cháu lỡ đạp xe dạo một vòng khu phố rồi Mẹ chưa nói gì với con Mà đã để cho Uri dùng rồi là Làm sao chứ Đúng là phiền phức mà à, Không phải mà Mẹ tưởng là của con đặt mua Vậy ai đưa tới đây chứ? Hả? Sao biết được Uri nhà mình muốn mua xe đạp? Nè! Không lẽ là tên nhà giàu đó? Không phải đâu mà. Không phải cái gì chứ. Bởi vậy cho nên con mới bực mình tức giận như vậy. Con đã nói là không phải mà. Con nhỏ này. Gì chứ? Không phải tên mỏ vàng thì còn người khác nữa sao? cùng đi xe đạp với ưu đi nha. Đội trưởng cha. Nếu vậy thì phải nói rồi chứ. Đâu có giống tên chim đô hơn tùy tiện đó đâu. Không lẽ là chim đô hơn thiệt hả? À, không, phải. À, không phải, không phải không phải. <laughs> <laughs> Nhưng mà nè, hàng chắc cũng đến nơi rồi, sao chưa thấy gì ta? Hay không biết là do mình tặng? Nếu như biết rồi thì chắc chắn cảnh sát mua sẽ không để yên vậy đâu. Lạ ghê nha. Nè, chuyện này làm sao vậy? Lúc nãy anh Chu nói có thiệt không em? Em thích ai vậy? Không có gì đâu chị à. Chính miệng em nói em thích người khác mà. Thì đó, cảnh sát trang toàn nói mấy lời linh tinh vậy là anh chu đã tỏ tình với em rồi có đúng không em gì từ chối người ta nên bịa chuyện đó dối à... đúng rồi chứ còn gì vậy là anh chu thực sự thích em rồi đúng không à, em mệt rồi đừng có như vậy mà kể chị nghe cụ thể coi rốt cuộc là chuyện gì ngoài, đào ngoài, đào ngoài. trời nôn quá trời quá, đồ đi, quá. Đi. chuyện như vậy ngoài, kể ngoài nghe đi. với anh quỷ này trời ơi kể nghe đi <laughs> đồn cảnh sát hôm qua anh đã đưa cảnh sát trang về tận nhà chuyện như vậy nói với em để làm gì sợ em giận anh đưa người phụ nữ khác về nhà chứ làm sao phụ nữ gì là đồng nghiệp chứ bộ <laughs> em được đó cảnh sát trang không phải ai khác mà là đồng nghiệp em cũng thông minh ghê chứ ừ. <laughs> Anh, anh cười cái gì vậy Tâm trạng anh với em như nhau mà Hả Em á Chắc đang ghen với cảnh sát Trang chứ gì <laughs> à, Em có chuyện này muốn hỏi anh nè Chuyện gì Có phải là hôm qua Cô đã khỏe hơn chưa Rồi không sao nữa hết. Ừ. Ừ bây giờ tôi phải đi chuẩn bị để tuần tra đây. <laughs> Xin anh đừng lo lắng mà. Đây là nơi làm việc đó, tôi sẽ công tư phân minh rõ ràng không để ảnh hưởng tới công việc đâu. Tôi không lo lắng, tôi biết cô là một người thông minh mà. Tôi nói như vậy. Không có nghĩa là tôi sẽ bỏ cuộc đâu. Ngày hôm qua, tôi đã làm gì vậy hả? Cô không nhớ gì hết sao? Không phải, khi đội trưởng cha tới thì tôi nhớ. Ừ. Còn sau đó thì thấy mơ hồ dữ lắm. Cô không làm gì hết trơn á, đừng lo lắng nữa. Thiệt hả? Trời, mai dễ sợ. Nhưng mà người hôm qua đưa tôi về nhà là cô đúng không? Không phải tôi, là đội trưởng cha đó. <laughs> Thiệt vậy đó hả? Trời ơi, tính làm sao đây? Hôm nay mẹ đi đâu hả? Còn biết đi đâu nữa chứ, bây giờ cũng đã hết tiền. Với lại, mẹ đang làm việc ở trong tiệm gà rán nên con đừng có lo lắng gì hết. Mẹ ở đây cảm thấy bất tiện lắm hả? Mẹ bất tiện gì chứ, sợ con bất tiện hơn. Thiệt lòng, mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Thôi đi, mẹ đừng có nói xin lỗi con nữa. Ngày nào cũng nói xin lỗi hết trơn á. <laughs> ờ sếp của con tới rồi kìa <laughs> con chào cô nha hình như con tới hơi sớm rồi thì phải ờ à, không phải vậy đâu mẹ con cô nói chuyện thôi bây giờ à, mẹ đi nha con ờ dạ con chào cô đi ạ à. con cái gì mà không chào ba mẹ gì hết trơn vậy <laughs> người không biết chào hỏi người khác thì chắc không chỉ có mình em đâu Chị bô ra lâu không thấy tới. Có phải bị bệnh rồi không? Tiệm thịt xiên nướng đối diện đường sao do mình phụ trách đó. Lựa lúc này mình đổi slogan mới mẻ hơn đi. Cậu suy nghĩ đi nha. Từ một trung tâm thương mại lớn, bỗng nhiên chuyển thành tiệm thịt xiên nướng gian đường. Giờ không phải là lúc để lựa việc này việc nọ đâu. À. Con ăn nhanh lên đi, lỡ mà trễ giờ học thêm thì biết tính làm sao? Trời đánh tránh bữa ăn, con ăn giỏi ăn lẹ mắc phải xương thì làm sao đi học được? Ừ. Mà nè, con có gặp cái người đó nữa không con? Người nào? Thì là cái người con giúp đỡ ở siêu thị đó. À, không có. Sao vậy? Không có đâu, không có gì hết. <laughs> Ô, oh, con trai của bà tới rồi <laughs> Dạ, mà ba ơi Hả? Ông ngoại định tái hôn thiệt hả ba? Ồ oh. Ồ oh. Ai nói con biết? Cái bà gì ở siêu thị hỏi con có phải ông ngoại định tái hôn không? Hush, thiệt là muốn điên luôn quá Thiệt vậy hả mẹ? Ai mà biết Đừng có lo chuyện người lớn mà hãy lo học hành đi, hiểu chưa? Trời ơi, trước sau gì không phải nói ra mà nói thật cho nó nghe luôn đi Đúng rồi đó Ồ, oh, dễ sợ thiệt Vậy là cưới bà làm hữu lý nhà mình hả? ờ, chắc là vậy rồi hả nhưng mà mẹ bị làm sao vậy ba ừ, còn sao nữa chắc chắn là vì lòng dạ hẹp hồi chứ sao nè cô mau ăn nhanh lên đi mẹ lại nổi giận nữa bây giờ hả ủa cô cô làm gì vậy hả ừ con về rồi sao cô nấu cơm trưa cho nội ăn nhưng mà trời đất ơi, rau củ với trái cây ở trong tủ lạnh hư hết trơn rồi Mà còn đầy nước động lại nữa chứ Nên cô tranh thủ lao dọn luôn Nhìn chén dĩa kìa, bày bừa lung tung lộn xộn hết Mẹ cô à. ờ, Trời ơi, hết cả hồn à Ai biểu cô động tay động chân à. vô Những việc nhà của con làm cái gì vậy Ờ thì tại vì cô thấy con vất vả Nên cô muốn phụ con một tay Cô ai. còn chưa cưới chưa hỏi với ba con mà đã làm như vậy Là quá đáng rồi đó cô ô à Mẹ hay cha nè à. Không phải sao, người ngoài nhìn vào nghĩ gì Hơn nữa là con rất ghét người ngoài đụng chạm vô đồ đạc trong nhà của con. Cô nên biết điều một chút đi. Cô xin lỗi con là do cô suy nghĩ không thấu đáo. Cô sẽ để ý hơn mà mẹ hay chan. Uh. Giờ con phải về nhà luôn đây bác. Con để canh dưa leo ở trong tủ lạnh rồi nên tối bác cứ lấy ra ăn con cũng làm xong món cà rốt xào bơ mà bác thích rồi đó làm gì mà vội về vậy ngồi xuống đi <laughs> dạ có phải bác có chuyện gì muốn nói với con không có chuyện gì vậy hả dạ không có bác làm gì có chuyện gì chứ y chin đã nói gì với con ừ, con bé đâu có nói gì đâu à, theo như bác nghĩ bác muốn hai con chuyển ra ngoài ở riêng đi dạ không cần đâu bác à con nghĩ thật sự là chưa có cần tới chuyện đó thiệt à, sự bác muốn tốt cho con thôi bác gái à vậy nên bác mới nói con cứ thù dọn hành lý đi rồi chuyển ra ngoài cho thoải mái à, không cần đâu mà mẹ hay cha anh cũng nói rồi bây giờ không thể nào ở chung được bác à nghe bác đi hoặc lỡ trong phòng bác như trước đây cũng được nhưng mà con vẫn cảm thấy không hay cho lắm đó bác. Cứ làm theo những gì bác nói đi. Dạ. Bác gái Trước à? tiên phải thay đổi xương hồ với bác đã. Không bác không bà nội gì nữa. Gọi ta một tiếng mẹ đi. Có vậy mới có tiếng nói trước mặt bọn trẻ. Dạ. Gọi mẹ đi. Dạ thưa mẹ. À. <laughs> có vậy chứ. Đột nhiên... Ta cảm thấy trẻ được mười tuổi Rồi <laughs> trưởng cha Tới giờ mình phải đi tuần tra rồi đó Được Vậy mình đi tuần thôi à, Thời tiết nóng quá trời Mặt đó ẩn lên hết rồi Em đừng có diễn cớ nữa Chứ anh nghĩ bây giờ để với anh mà được hay sao <laughs> Tăng ca em đi với anh tới chỗ này nha Đi đâu vậy Mua xe đạp cho Uri anh định mua trên mạng luôn nhưng mà không biết mấy bé gái thường thích mẫu như thế nào em đi với anh chọn giùm mẫu uri thích nha <laughs> em nghĩ là không cần thiết phải mua nữa đâu xe đạp của uri anh không cần lo nữa hơn nữa hôm nay em phải về nhà sớm rồi sao vậy em có hẹn trước rồi hả ừ nhà em có chuyện cần phải giải quyết thôi mà đưa đây cho tôi đi ờ, nè 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 đợi cho tôi đi mà ơi có gì đâu đợi cho tôi đi nè 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 đừng đổ nước cho tôi đi mà tôi chơi tổ trung bác chủ tôi chơi trò nó tha ai thua người đó sẽ mời cơm trưa bây giờ anh thua rồi á thì lại nói là không tính kìa trời ơi mời cơm là hơi bị to đó thiệt tình à nè tổ trưởng bác đưa tôi được ừ, cho tôi đi nè 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 từ từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh chơi như vậy là không được đâu nè thôi nè đội trưởng cha và cả cảnh sát mưu chơi lại từ đầu đi ha anh đưa cho tôi đi mà anh thua rồi phải chịu trận đi chứ đây chú lại bằng được á nè cướp đi phải chơi Không, lại từ đầu đi từ đây đưa đi cho tôi nè, đúng rồi đó cản chơi lại nè, đi nè anh thua đá dừng lại chứ đợi đợi chút à, có điện thoại thiệt tình ừ. à. alo xin chào ờ à, dạ anh nói gì vậy ừ tôi biết rồi ừ ừ tôi sẽ xuất phát ngay à trưởng à tôi tôi ra ngoài một chút à đi nhanh lên thiệt là quá đáng. Tổ trưởng bác này cũng thiệt là xảo trá hết sức à. Ê, thiệt tình à, người gì ký bó kéo kiểu đến từng giọt nước mắm luôn á. Tôi đi tuần ra rảnh chẳng bao giờ anh thấy cầm theo ví tiền luôn đó. Tổ trưởng bác, trước giờ không cho tôi nói chuyện này, nhưng tôi cũng phải nói cho mọi người hay. Con lớn của tổ trưởng bác đang bị bệnh nặng. Bệnh mau trắng đó lại tái phát sao? vốn tám chín năm trước, cứ tưởng thay tủy sống vào rồi thì bệnh sẽ khá hơn. Không ngờ giờ lại tái phát trở lại rồi. Cho nên tổ trưởng bác đi làm trễ hả? Đúng rồi ôi trời tôi thật sự không biết chuyện trước giờ có nghe đâu làm sao mà chúng ta biết được dù kính? sao thì tiền viện phí cho con trai nhập viện điều trị tương đối nhiều cho nên thì có mặt tổ trưởng park đừng có ai nói gì về chuyện này hết mọi người đừng biểu hiện rõ ràng quá như vậy càng làm anh ấy khó xử Cô thức dậy rồi hả? Bà chủ có nói bà ấy muốn đi chợ nên ra ngoài rồi. Dạ. Ôi trời, mặt chốn đã nhỏ giờ hốc hát dễ sợ luôn à. Cô mau ngồi xuống đi. <laughs> Hôm nay có cháo trai hả gì? Cho dù không thèm ăn, cũng nên cố gắng ăn nhiều một chút ha. <laughs> Ngon lắm gì <vậy> à? <laughs> Ăn nhiều vô đi con. Đây đây đây. Trời ơi, lại bắt đầu yếu lòng rồi. Cô cứ như vậy sau này sao chống chạy được với thế giới khắc nghiệt. Con người sống còn gặp nhiều chuyện phiền lòng hơn. Mặc dù tôi không có rõ lắm, nhưng khó khăn xuất hiện trong đời mình đều có lý do của nó hết. Thì như uh, được ba mẹ hai bên chúc phúc rồi đi tới hôn nhân thì tốt rồi. Ai lại để một cô gái xinh đẹp như cô rơi nước mắt vậy chứ? Là cái tình khốn nào? Nếu như mà cô đã thích rồi á, thì trớ nó lại bắt về luôn đi. <laughs> Thiệt hả? Con làm vậy được luôn hả? Trên đời này chuyện quá gì cũng có thể xảy ra mà. Một là đá bay hay là trói lại. Không thì uống rượu say rồi làm loạn kiểu gì mà không được có vậy mới không hối hận chứ thiệt hả chi đương nhiên vậy rồi <laughs> đến tuổi của tôi rồi có nhiều chuyện làm không được <laughs> mà cũng không hay <laughs> để làm được việc này cô phải có sức lực nào cô hãy ăn cho nhiều vô nha dạ yeah. Ai... cậu nói vậy là có ý gì chuyện cửa hàng giải quyết rồi cậu nói thật hay đùa dạ thật à khi Ai... nào từ nửa tháng trước rồi tại sao bây giờ mới mở miệng nói cho tôi biết hả tôi thành thật xin lỗi tôi cũng vừa biết hôm qua thôi à bời bời ba canh gà hầm sâm thì sao hả nè con vừa mới tìm ra được một chỗ rất được luôn hả dạo này bà hơ tâm trạng không được tốt cho lắm bô ra thì nhìn chán đời cha con mình tự quyết định bữa tối rồi đi ăn ha tự giải quyết vụ cửa hàng mà không hề nói với tôi một câu nào người này thiệt tình mà chủ tịch ta Ủa, ừa, ba ba à không sao không sao đâu bà không sao không sao hi à mau gọi tài xế đi <laughs> À, tài xế chân, mà chuẩn bị xe nhanh lên. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Anh chiên đô hơn, tôi là mua cung hoa, tôi ở quán cà phê cũ chờ anh. chưa tăng ca sao em nói có hẹn mà ừ, giờ em đi à ừ. cẩn thận ba ừ. đi à. từ 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 ôi trời à. được rồi ba nằm xuống đi ừ. À. 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 à ừ ê ô À. à thiệt tình làm hết hồn hết trơn luôn con không được nói cho mẹ con biết đó à. cậu nữa cẩn thận lời nói ha dạ tôi biết rồi ừ à có phải chuyện của cửa hàng bị xử lý hay không con cũng chẳng thèm quan tâm dù vậy đâu phải của bả đâu mà quan tâm làm gì À còn nữa cái món canh đuôi bò gì đó sau này ba cũng đừng có ăn nó nữa trước giờ lựa vận động mà cứ ăn ba cái đồ dầu mỡ vào cho nó cao huyết áp gì? Này, này 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 cái thằng nhóc này còn không phải con làm ba tức đến tăng huyết áp à, hả dạ con là đứa bất hiếu dạ đúng rồi <laughs> ba con không biết khi nào sẽ có chuyện gì đâu nè, ba, à? con không muốn cuộc đời ba thê thảm thì con lo mà sống cho tốt đẹp đi cái thằng ngốc còn em gái ra đáng thương đó con hãy chăm sóc cho nó thôi đừng có giả vờ yếu đuối nữa ba còn khỏe như trâu kìa con người ta ai mà biết trước được chưa sao vậy lúc còn không có ở đó bác sĩ nói ba không còn sống được bao lâu nữa hả ra ngoài đi ba mệt lắm rồi à, à. phu nhân về rồi à. à sao con lại tới đây cũng không điện thoại trước đồ hên để qua điện thoại ở chỗ con bộ mới đi mua sắm về đó hả mẹ đi mua ít đồ tình trạng của ba bây giờ không được khỏe cho lắm đó bị gì à không biết là vì chuyện gì mà tự dân huyết áp lại tăng cao lên như vậy phần gáy của ba lại rất đau nữa bà lo mà chăm sóc cho ba tôi đi mẹ biết rồi À. 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 ông đỡ hơn chút nào chưa bà nghĩ cho tôi mới ra ngoài đúng không à. nếu không phải như vậy thì khi tôi biết bà tự xử lý chuyện cửa hàng thì tôi sẽ làm ầm lên còn bà sẽ nằm nghỉ ngơi thư thả chờ cho tới khi nguôi giận à những thứ tôi cho bà. Dám không thông báo cho tôi mà lại tự giải quyết. Dám là sao? À, mua cái đó để cho ai? Cho con riêng của bà đúng không? Ông muốn nghĩ thế nào cũng được. Sao chứ? Ông đã có suy nghĩ vậy rồi. Tôi có giải thích thì cũng có tác dụng gì đâu chứ. Nè. <laughs> bà định chạy đi đâu? Tôi phải chạy trốn sao? tôi có sợ gì đâu chứ ông là một thằng ngốc tôi biết ngay ông là người như vậy ừ. ông cũng đừng quá kích động nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi ông mà kích động là hôn mê thật đó để tôi đi lấy thuốc cho ha à. Ồ ờ có chuyện gì mà bà lại không nói gì hết vậy tôi nghĩ nói ra rồi cũng không được cái gì hết thì chuyện tôi đang sống ở trong văn phòng làm việc của người khác hình như là mẹ ông không yên tâm cho lắm nên đã nói với tôi chuyển đến ở với bác luôn cho tiện bà không ưng hay sao Ông cũng muốn tôi chuyển qua luôn sao? Như vậy cũng tiện hơn là bây giờ. Nhưng mà tôi không muốn. Tôi cũng hiểu suy nghĩ của ông. Mẹ có lòng nên khuyên tôi như vậy tôi cũng rất là biết ơn. Vì tôi không có chỗ nào để ở. Nên tôi mới tới nhà của ông. Nhưng mà tôi không có muốn tiếp tục như vậy. Chun à. Nhìn người nhà cũng cảm thấy khó xử mẹ hay cha vốn đã chẳng ưng gì tôi sẵn rồi nên tôi như vậy thì càng làm tôi cảm thấy đau lòng hơn nhiều bà không lóc cái gì y như một đứa con nít tôi hiểu bà mà tôi biết ý bà là gì bà cứ làm theo ý mình đi ăn đi ăn mì hoài em nuốt không nổi luôn đó nếu giờ mình chuyển ra khỏi đây thì mẹ em phải tính sao ba trăm thì kiếm đâu ra nhà chứ cũng không thể ở phòng sông hơi hoài được không phải sống chung với ông bác đó luôn hay sao em cũng đâu thể để ông ta đưa mẹ em đi luôn được mẹ em cũng có lòng tự trọng chứ bộ bây giờ em muốn điên luôn nè hôm nay mẹ ngủ ở phòng tắm hơi nha con tại vì mẹ thấy trong người không được khỏe muốn tắm rửa xong hơi cho thoải mái thôi đừng có lo cho mẹ cứ ngủ nghỉ đi nha con được rồi mai gặp con nha ừ Alo. Ờ, bà đang ở đâu vậy? Còn ở đâu được nữa, ở với con nè. ở ngoài đường hả? Tôi vừa nghe thấy tiếng xe à. Tôi đang ở siêu thị ở dưới lầu, đang đi mua ít đồ với con trai. Vậy tôi tới tìm bà nghe. Thôi không cần đâu mà, ngày mai rồi gặp cũng được. Ờ, tôi biết rồi. Tôi gọi điện, muốn hỏi tâm trạng của bà bây giờ đỡ hơn chưa thôi. Bà cũng đừng lo lắng quá, ngủ ngon ha ờ cậu nhịn cũng giỏi đó chứ còn tưởng cậu sẽ làm ầm lên nữa bà đã nhờ tôi vậy rồi tôi còn biết làm sao được đây cậu nên nghĩ đến chủ tịch đối xử tốt với phu nhân một chút tâm có an thì người mới khỏe được hiểu không à. khách sạn cũng giao luôn cho cậu rồi nếu tôi là cậu thì cười như qua luôn đó ráng kiểm soát cảm xúc bản thân đi làm việc theo tình cảm vậy thì sao mà khá nổi bây giờ cậu đang làm ăn lớn đó phải biết để ý một chút bộ rảnh lắm hả tôi đi nha à đúng rồi cậu bỏ quên ở văn phòng chủ tịch nè bồ ra đâu ai biết không thèm tới thăm tôi còn không thèm nói tiếng nào chắc là ở chung cư nữa rồi Ngồi dậy đi Bura. Xin Bura. Nè anh bạn. Chúng ta uống vài ly chia tay nhau đi. Cô tỉnh táo lại đi. Chắc là chưa do. Chưa biết anh hai em là ma dương kiêu ngạo. Có đúng không anh bạn? Cũng đúng. Nếu biết rồi thì đâu dám quen em. Đúng không? Đồ tồi tệ. Nè. Bạn bè ai đối xử với nhau như vậy? hả Chỉ cần ai nói xong là xong luôn hay sao? Ít nhất cũng phải nghe em nói cái đã chứ. Muốn nói thì tỉnh vào rồi nói. Đừng có uống say vào rồi nói bậy anh được lắm mùa xu hước sao anh có thể bình tĩnh như vậy đúng rồi anh giỏi lắm mà còn dám nhắc nhở em như vậy nữa đứng dậy đi bỏ ra đừng có đùa giỡn với tôi nữa chinh vô ra cút đi anh muốn đi mà vậy thì cút đi cút đi cho tôi tôi phải đi uống rượu đó không làm bạn bè không làm bạn bè thì cũng được thôi anh là đồ tôi bỏ ra bỏ tôi ra Cái con nhỏ này thiệt tình Anh Chin Đô hơn Tôi là Mô Cung Hoa Tôi sẽ chờ anh ở quán cà phê cũ à. Bộ chủ nhà Không có gọi điện tới hả mẹ Không có thấy gọi à. Ngồi nhà chờ như vậy Vừa lo lắng vừa đau lòng Cũng không thể gọi điện cho họ giá tiền tăng bao nhiêu cũng không thể hỏi như vậy được. Xu hớt bây giờ khó khăn ghê. Người ta đòi lấy chung cư lại đó. Ôi, à, đi đâu cũng cần phải có tiền. Đi đâu cũng có chuyện bực mình hết. Vậy của nó là sao rồi? Hình như cũng không được thuận lợi cho lắm. À, vậy thì phải làm sao đây? Thì bây giờ phải bắt đầu lại từ giạch xuất phát thôi hình như là như vậy á có nói gì thì nói cũng phải tìm được một văn phòng giá rẻ nào đó chứ nếu tìm được phòng giá rẻ thì anh đã nói trước rồi cho dù như vậy con nghĩ anh con có nói trước không nhưng không biết anh có cầm được số tiền đó hay không nữa hay là do cái chuyện đó mà anh của con có xích mích với người yêu vậy thì con cũng nghĩ như vậy à, những chuyện không vui phải cùng nhau cố gắng thôi mẹ Hy vọng tiền thuê nhà đừng có tăng nữa là được rồi. Đúng vậy. Không biết khi nào mới hết lo chuyện nhà cửa đây. Em ra quán cà phê gần nhà một chút nha